là Lưu Bình Nhưỡng, tiến sĩ luật học, đại biểu Quốc hội khóa 14, đơn vị tỉnh Bến Tre, hiện là Phó trưởng Ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, thành viên Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội. Hôm nay tôi viết mấy dòng này không mong gì hơn ngoài mục đích muốn tâm sự một đôi điều với các bạn trên mạng xã hội. Những người thuộc tầng lớp tiên phong trong thế hệ 4.0 rất quan tâm và nhạy cảm trước các vấn đề của xã hội xung quanh và của đất nước. Tôi thực sự lấy làm phấn khởi vì các bạn đang góp công sức vào sự nghiệp chấn hưng đất nước, chấn hưng dân tộc để mọi người đều được cống hiến với non sông đất nước. Tôi rất muốn các bạn dành chút thời gian đọc những lời tâm sự sau đây của tôi để mọi người cùng chia sẻ, cùng hiểu nhau hơn. Vừa qua, tôi phát biểu trên hội trường Quốc hội về tỷ lệ vi phạm trong hoạt động tư pháp của cơ quan điều tra công an. Tôi nói điều đó với mục đích là mong muốn đồng chí đứng đầu ngành công an nước ta quyết liệt hơn để nâng cao hiệu quả điều tra trong phòng chống tội phạm, thực hiện chỉ tiêu Quốc hội giao, đồng thời chấn chỉnh, xử lý những sai phạm của một bộ phận cán bộ công an thoái hóa, biến chất. Mà ngay nhiều cử tri là cán bộ, sĩ quan, chiến sĩ trong ngành công an trao đổi với tôi, nói rằng không thể chấp nhận được. Như các bạn đã biết câu chuyện về các sĩ quan cấp tướng trong ngành công an tiếp tay cho tội phạm, nhiều người vi phạm pháp luật bị xử lý về mặt đảng, thậm chí bị xử lý hình sự. Nỗi đau và sự xấu hổ càng trầm trọng khi mà người đứng đầu cơ quan điều tra phòng chống tội phạm, một người từng được xã hội tung hô ca ngợi cũng vướng vào đường dây phạm tội. Người đứng đầu cơ quan phòng chống tội phạm công nghệ cao lại chính là kẻ tổng phạm, bảo kê cho đường dây đánh bạc ngàn tỷ. Rồi mới đây, tiếp tục lại có một số sĩ quan, kể cả là cấp tướng sai phạm, đã bị phát hiện, xử lý. Điều đó làm cho người dân không còn yên tâm, thiếu sự tin cậy với lực lượng chấp pháp, từng được nhân dân tin yêu, với 6 lời thề như khắc vào đá. Lực lượng được quan tâm ủng hộ trang bị để giữ gìn cho dân yên, giờ lại là nỗi ám ảnh của người dân. Tình trạng bất công nhục hình bỏ qua lời kêu than của người dân, sử dụng quyền lực dân trao cho để vun vén lợi ích riêng, sử dụng nghiệp vụ được nhà nước đào tạo để làm những việc không chính đáng, điều này báo chí, xã hội đều biết. Đáng tiếc là nó lại làm hoen ố đi hình ảnh đẹp của công an nhân dân, vì nước quên thân, vì dân phục vụ, mà các thế hệ cán bộ, sĩ quan, chiến sĩ hôm qua và hôm nay phải tốn bao mồ hôi, đổ bao xương máu mới tạo dựng được. Câu chuyện tôi nêu trên nghị trường là một phần của tất cả những cái ngoài xã hội đang tồn tại mà các bạn và tôi ít nhiều đều biết, đều hiểu. Chỉ có những ai dối trá, thiếu trách nhiệm hoặc là cố tình che đậy, cố tình không muốn hiểu để tiếp tục dùng danh hiệu dân trao nhằm vụ lợi, làm chuyện xấu xa mới nói là không mà thôi. Với tư cách là người đại biểu hoạt động chuyên trách của nhân dân, vì sự cẩn trọng và tôn trọng nguyên tắc pháp luật, sự điều hành của chủ tịch nên tôi chỉ nêu tỷ lệ phần trăm vi phạm của các cơ quan điều tra trong các lĩnh vực đã được thống kê trong báo cáo gửi cho đại biểu Quốc hội nghiên cứu thảo luận. Và tôi cũng đã cam đoan trước quốc dân đồng bào, cử tri cả nước là tôi không nói sai, không hề bịa đặt, không sử dụng bất kỳ thông tin tài liệu ngoài luồng và đặc biệt không áp đặt quan điểm cá nhân với dụng ý xấu xa. Cái mà tôi nói có tính chất cửa miệng là khủng khiếp chẳng qua là một thói quen bình thường trước một tỷ lệ vi phạm cao khi so sánh với các vi phạm của cơ quan khác trên lĩnh vực đó. Ngay cuối giờ chiều hôm đó, thật là may mắn tôi đã được Chủ tịch Quốc hội cho phép trao đổi và tôi đã báo cáo rõ nguồn tài liệu, cách tính và so sánh của tôi để Chủ tịch được biết. Các bạn hết sức thông cảm vì tôi không thể nói chi tiết hơn về việc đó. Chỉ mong các bạn hãy tin đó là sự thật 100% với độ chính xác cao, với hai con số sau dấu phẩy. Tôi nói vậy không để thanh minh điều gì, nhưng muốn khẳng định rằng là đại biểu Quốc hội chuyên trách ở Trung ương, lại là người luôn phải biết lắng nghe tiếng của dân, tôi không được phép làm điều trái đạo lý và đi ngược với lòng dân. Tôi rất muốn các bạn, đồng bào cử tri và nhân dân cả nước luôn luôn quan tâm, ủng hộ, theo dõi, giám sát chặt chẽ hoạt động của người đại biểu do mình bầu ra, ủng hộ Quốc hội và các cơ quan thực hiện tốt những nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân đã trao cho. Mọi người hãy vì cái chung để góp ý kiến, bàn luận với tinh thần cởi mở, dân chủ, thẳng thắn và không nên có thái độ hằn học cực đoan, xúc phạm người khác. Khi tham gia mạng xã hội cũng là thời điểm phải đề cao phẩm chất con người, tôn trọng người khác, tự rèn luyện và tập dượt thói quen đạo đức để tránh làm hại bản thân vì sự hằn học và đừng làm tổn thương người khác. Biết đâu làm khổ tâm chính người thân yêu của mình, cũng đừng để ai lợi dụng mình để thỏa mãn những mục đích thấp hèn của họ. Nếu thực sự chưa rõ, chưa hiểu, chưa chắc chắn thì không nên nói như đinh đóng cột, vì khi nói sai là tự tạo khẩu nghiệp cho mình và gia đình của mình. Riêng tôi sẽ có báo cáo với các đồng chí lãnh đạo và cơ quan có thẩm quyền xem xét xử lý kỷ luật công bằng của việc này. Tôi xin có mấy lời mạo muội mong các bạn trên mạng xã hội, cử tri cả nước biết để cùng chia sẻ. Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ, tâm an lạc, nhiều may mắn.
Đại biểu Lưu Bình Nhưỡng nói gì khi đại biểu Quốc hội Nguyễn Hữu Cầu đề nghị đính chính phát ngôn về ngành công an? Bài viết được đăng trên trang Người Lao Động. Trước phát biểu vi phạm của cơ quan điều tra rất khủng khiếp, bị đại biểu Quốc hội Nguyễn Hữu Cầu tranh luận và đề nghị đính chính, đại biểu Lưu Bình Nhưỡng, Bến Tre khẳng định ông chịu trách nhiệm trước Đảng, nhân dân, Quốc hội và cử tri về những vấn đề đã phát biểu. Đại biểu Lưu Bình Nhưỡng, Bến Tre, Phó trưởng Ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã lên tiếng phản hồi khi đại biểu Nguyễn Hữu Cầu, Nghệ An, đại tá Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An tranh luận, trong đó nhắc nhở đề nghị cần đính chính về phát biểu trên hội trường liên quan đến ngành công an. Trước phát biểu vi phạm của cơ quan điều tra rất khủng khiếp của đại biểu Lưu Bình Nhưỡng, đại biểu Nguyễn Hữu Cầu đã đề nghị, đây là những thông tin mà lực lượng công an rất dậy sóng. Đề nghị đại biểu Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng nói lại vấn đề này để nhân dân, cử tri cả nước, nhất là cử tri trong lực lượng công an được rõ. Trả lời báo chí bên hành lang Quốc hội sáng ngày 2 tháng 11, đại biểu Lưu Bình Nhưỡng khẳng định chịu trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân, trước Quốc hội và trước cử tri về những vấn đề đã phát biểu. Tôi không muốn tranh luận nhiều về nội dung vì nội dung đã quá rõ. Tôi đã cầm báo cáo và về mặt nguyên tắc, đó là báo cáo mật, gửi cho tất cả các đại biểu Quốc hội. Do đó, đại biểu Nguyễn Hữu Cầu công bố số liệu đó, tôi cho rằng như vậy là không nên. Đại biểu Nhưỡng cho hay, về việc đại biểu Nguyễn Hữu Cầu cho rằng cách tính toán của đại biểu Lưu Bình Nhưỡng có sai sót, vì đại biểu là phó trưởng ban dân nguyện này khẳng định không bao giờ nhầm bất kỳ số liệu nào. Tôi chia đến hai con số. Tôi chia đằng sau dấu phẩy là hai con số, và tôi chia bằng máy tính. Đó là phụ lục của báo cáo của Viện Kiểm sát tối cao. Mà Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao được giao nhiệm vụ thống kê các vi phạm pháp luật trong lĩnh vực tư pháp. Báo cáo thể hiện rất rõ các số liệu là vi phạm trong lĩnh vực điều tra thế nào. Vi phạm trong lĩnh vực thi hành án ra sao, vi phạm của luật sư và vi phạm trong giám định thế nào, đại biểu Lưu Bình Nhưỡng nói. Đại biểu Lưu Bình Nhưỡng cũng cho rằng báo cáo nêu trên là báo cáo mật, vì vậy chỉ chia ra để so sánh tỷ lệ vi phạm của các cơ quan với nhau. Vậy cái tôi làm là hoàn toàn đúng, thể hiện rõ cơ quan nào vi phạm hơn để chú ý chấn chỉnh. Tôi không muốn nêu các số liệu đó ra, nhưng đại biểu Nguyễn Hữu Cầu lại nêu ra, tôi cho rằng không nên. Vị đại biểu Phó Ban Dân Nguyện cũng cho rằng không nên có những bức xúc vì anh hiểu theo một cách, tôi hiểu theo một cách. Mà tôi hiểu theo cách riêng của tôi, cách của tôi hiểu ở trong vi phạm nhất định thì tôi hoàn toàn đúng. Nên tôi chịu trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân, trước Quốc hội, trước cử tri về tất cả những vấn đề tôi đã phát biểu và số phần trăm tôi chia, ông Lưu Bình Nhưỡng nói. Theo ông Lưu Bình Nhưỡng, sau phiên chất vấn sáng ngày 1 tháng 11, Chủ tịch Quốc hội có nhắc hai đại biểu trao đổi cụ thể với nhau để tìm được tiếng nói, và sau đó hai ông đã có trao đổi với nhau về vấn đề này. Nhưng sau đó, đại biểu Nguyễn Hữu Cầu lại phát biểu trên nghị trường như vậy là không đúng với tinh thần chỉ đạo. Tôi chỉ muốn giơ biển đứng lên để nói rằng tôi luôn luôn chấp hành kỷ luật đó. Đây là kỷ luật của nghị trường mà đại biểu Nguyễn Hữu Cầu lại cố tình đi phát biểu, như thế là không nên, ông Nhưỡng bày tỏ. Trước đó, trong buổi chất vấn vào chiều ngày 31 tháng 10, đại biểu Lưu Bình Nhưỡng bày tỏ rất ủng hộ cuộc cách mạng của ngành công an thời gian qua. Tuy nhiên, ông cũng đưa ra nhiều con số cho thấy những vi phạm khủng khiếp của cơ quan này. Đại biểu Lưu Bình Nhưỡng đưa ra các con số, không thụ lý tin tố giác 94%, chậm gửi quyết định cho Viện Kiểm sát 86%, vi phạm trong tống đạt là 100%. Sáng ngày 1 tháng 11, sử dụng quyền tranh luận, đại biểu Quốc hội Nguyễn Hữu Cầu cho biết, ngay sau khi đại biểu Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng phát biểu các thông tin như trên tại Quốc hội, ông đã nhận được rất nhiều điện thoại và tin nhắn của các cán bộ trong lực lượng công an của tỉnh Nghệ An cũng như các nơi khác quan tâm đến vấn đề này. Đại biểu là Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An cho rằng những số liệu đại biểu Lưu Bình Nhưỡng đưa ra là không đúng, không chính xác. Do đó, đại biểu Quốc hội Nguyễn Hữu Cầu đề nghị đại biểu Lưu Bình Nhưỡng nói rõ thêm về vấn đề này, nếu không các cán bộ ngành công an rất băn khoăn. Ông Nguyễn Hữu Cầu cũng khẳng định ông đã đọc lại các báo cáo của Viện Kiểm sát, cho thấy tin báo tố giác tội phạm kiến nghị khởi tố không thụ lý theo quy định của pháp luật là 87 trên 120.000. Số tin báo giải quyết quá hạn là hơn 3.300 trên 120.000 tin. 100% không gửi các quyết định cho Viện Kiểm sát thì cơ quan này sẽ giám sát thế nào với hoạt động của cơ quan điều tra, đại biểu Nguyễn Hữu Cầu tranh luận. Xin kính chào quý vị và các bạn. Sau đây xin kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bài viết đại biểu Lưu Bình Nhưỡng khẳng định không nói sai, không xin lỗi về thông tin làm lực lượng công an dậy sóng. Bài viết được đăng trên trang Soha. Ông Lưu Bình Nhưỡng cho rằng vấn đề ông nêu là so sánh về mặt tỷ lệ sai phạm trong hoạt động tư pháp của các cơ quan với nhau. Tôi không nói gì sai trái nên không phải đính chính.
Trong sáng ngày 31 tháng 10, khi chất vấn Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, đại biểu Lưu Bình Nhưỡng, Phó Ban Dân nguyện của Ủy ban Thường vụ Quốc hội nói, ông ủng hộ cuộc cách mạng trong lĩnh vực công an vừa qua, nhưng qua báo cáo ông thấy rằng vi phạm của cơ quan điều tra là rất khủng khiếp. Đại biểu Nhưỡng thừa nhận, đại biểu Nhưỡng dựa vào các con số mà ông thống kê, tính toán như không thụ lý tin tố giác 94%, chậm gửi quyết định cho Viện Kiểm sát 86%, xử lý tin tố giác quá hạn 99,76%, vi phạm trong tống đạt 100%, để có nhận định như vậy. Đại biểu Nguyễn Hữu Cầu và một số đại biểu sau đó đã cho rằng con số được đại biểu Nhưỡng đưa ra không chính xác, gây nên hiểu nhầm về những vi phạm của các cơ quan điều tra, đồng thời đề nghị đính chính lại. Trao đổi với phóng viên vào sáng ngày 2 tháng 11, đại biểu Lưu Bình Nhưỡng cho rằng, trước khi phát biểu, ông đã xin phép Chủ tịch Quốc hội không công bố số liệu và ông đã ngồi tính tỷ lệ phần trăm để công bố. Ông nêu, vấn đề ông nêu là so sánh về mặt tỷ lệ sai phạm trong hoạt động tư pháp của các cơ quan với nhau. Tôi không nêu tỷ lệ được tính trên tổng số các nhiệm vụ một ngành nào làm ở đây. Tôi so sánh giữa cơ quan A, cơ quan B, cơ quan C và có một số tổng sai phạm của cơ quan đó, ông Nhưỡng nói. Tôi không can thiệp vào các phát biểu, nhưng chỉ muốn nói, mọi người khi phát biểu về một vấn đề nào đó phải khách quan, trung thực, chứ không được thiên vị, thiên tư, hoặc là vì mục tiêu cá nhân nhóm, ông Nhưỡng nói thêm. Ông Nhưỡng bày tỏ ông rất chia sẻ với phản ứng của các cử tri là công an, cán bộ điều tra khi phát biểu vấn đề trên ra Quốc hội. Tôi đã dự tính vấn đề này, nhưng trách nhiệm với nhân dân lớn hơn trách nhiệm với một ngành. Giả sử những điều tôi nói ra, anh em cầu thị, chân thành có thể trao đổi với tôi. Tôi không vơ đũa cả nắm và cái gì làm tốt, hy sinh, cống hiến của anh em được ghi nhận còn trong đó. Vẫn có con sâu làm rầu nồi canh, ông nêu thêm. Vị phó ban dân nguyện của Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhấn mạnh, ông không làm gì xâm phạm nên không phải đính chính. Tôi có thể nói thái độ rắn chắc, ngôn ngữ mạnh mẽ, nhưng tôi khẳng định không nói gì sai trái và tôi có bằng chứng về vấn đề đó. Nếu tôi sai thì tôi phải xin lỗi ngay, sẽ đính chính, còn không sai thì không phải làm điều đó, ông Nhưỡng nhấn mạnh. Phải chỉnh sửa đính chính, chứ nếu không người dân cử tri lại hiểu nhầm. Trao đổi với phóng viên vào sáng ngày 2 tháng 11, đại biểu Quốc hội Thiếu tướng Sùng A Hồng, Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên cho biết, nhiều đại biểu Quốc hội đã phân tích do đại biểu Lưu Bình Nhưỡng thiếu cẩn thận trong tính toán tỷ lệ phần trăm, nên đã đưa ra con số không đúng. Rõ ràng con số đại biểu đưa ra là sai rồi nên cần phải chỉnh sửa, đính chính chứ không người dân cử tri lại hiểu nhầm. Tôi khẳng định không thể nào có chuyện 100% đơn thư tố cáo của người dân không được giải quyết thỏa đáng, tướng Hồng nêu quan điểm. Đại biểu Vương Ngọc Hà, Hà Giang bày tỏ không đồng tình khi ông Nhưỡng cho rằng sai phạm trong điều tra hiện nay là rất khủng khiếp. Bà Hà đề nghị ông Nhưỡng cung cấp nguồn số liệu mà đại biểu đã nói, vì theo báo cáo của chính phủ về công tác phòng chống tội phạm, cơ quan chức năng đã đấu tranh làm giảm 2,7% án hình sự, tỷ lệ điều tra khám phá đạt 81,33%, vượt chỉ tiêu Quốc hội đề ra. Những nội dung đại biểu đưa ra là để các bộ ngành tiếp tục cải cách sao cho công tác điều tra tội phạm tốt hơn, đồng thời còn phải động viên các chiến sĩ vì đây là nhiệm vụ đặc biệt, đôi khi phải đổ máu, bà Hà nói.